Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 195 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả. Và trước khi đi vào bộ truyện thì mình xin gửi lời cảm ơn tới một bạn có tên là Tăng Đức Hiếu đã gửi donate về ủng hộ mình. Thì mình cảm ơn bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Khải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Thanh Châu đỉnh rung chuyển mãnh liệt, cùng với sự lan rộng của dây leo màu vàng, ảo cảnh của Thanh Châu cũng biến đổi liên tục và nhanh chóng co rút lại rồi sụp đổ, đồng thời ma khí cũng cuồn trào mạnh mẽ. Sở Liệt Vương đã kiệt sức vì trận chiến khốc liệt với tiên khí kiếm hồn, bây giờ lại phải trấn áp động ma, giờ phút này lại phải cùng lúc chiến đấu với hai kẻ địch, đột nhiên hắn cảm thấy mình không thể kiểm soát được Thanh Châu đỉnh. Được thôi, ngươi muốn sao cũng được. Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn vào phía trong động ma, vết nứt trong hư không dần dần được lấp đầy. Ma khí ở chỗ sâu trong hầm ma đang dâng trào, rất nhiều ma dân đang chuẩn bị bay ra. Cái động ma này thật sự quá khổng lồ, mặc dù đã dùng lực chấn động rất mạnh, nhưng cũng không cách nào phong ấn được lỗ hổng. Ngay cả lúc này hắn có đuổi đằng phu nhân đi, thì cũng không thể ngăn cản được cuộc xâm lược của ma vực. Lúc này hắn thở dài, giang hai tay ra, đang định nói xin lỗi, thì miếng ngọc phù truyền tin ở trong lòng ngực đột nhiên sáng lên, thì trong đó có giọng nói của Tiểu An truyền đến. Thanh Sơn, ta không sao rồi, bây giờ đang đi đến núi Đại Phật. Lý Thanh Sơn cười ha hà, chỉ lên đằng phu nhân đang ở trên không trung. Bây giờ ngươi lập tức bỏ đỉnh xuống. Lúc này Tiểu An vượt qua ánh sáng màu bạc, nhìn lại Vạn Quỷ Uyên đang thu nhỏ lại, trong lòng cũng thầm vui mừng vì Ly Hoàng cũng đã bảo toàn được sức mạnh của mình. Huyền Nguyệt, U Phi mừng rỡ nói. Con gái bất hiếu, để mẫu hậu phải lo lắng rồi, ngươi đi theo ta đi. Tiểu An an ủi U Phi, sau đó chắp tay hướng về phía Ngân Long Vương đang ở trên trời. Đa tạ Việt Vương bệ hạ, nơi này không thích hợp để ở lại lâu. Sau đó nàng lại hóa thành một cái bóng trắng rồi bay về hướng Bắc, U Phi cũng theo sát phía sau. Không thích hợp ở lại lâu. Nam Việt Vương nhìn xuống, Ngà Quỷ Môn đã thu nhỏ lại chưa đến mấy dặm, nhưng lại nhét cả Vạn Quỷ Uyên vào trong đó. Thoạt nhiên rất vặn vẹo và quỷ dị, nhưng rất nhanh đã trở nên lớn hơn, trong chớp mắt đã chiếm đoạt mấy trăm dặm đất đai. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức điều khiển Ngân Long Vương rời khỏi đó. Tiểu An bay xa vạn dặm, quay đầu nhìn lại, thấy mây mù cuộn cuộn che khắp bầu trời, thầm nghĩ. Quả nhiên, Ly Hoàng muốn giữ lại sức mạnh là vì muốn một mũi tên trúng hai đích, không những muốn hạ gục nàng mà còn muốn lợi dụng Ngạ Quỷ Môn để xâm lược Cửu Châu. Dù sao thì ý định thôn tính Ngạ Quỷ Đạo cũng xem như là đi ngược với quy luật của trời đất, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Lúc này, đằng phu nhân đương nhiên sẽ không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thanh Sơn, nhưng nàng không thể không nghiêm túc thực hiện, lớn tiếng nói. Lý Thanh Sơn, đừng quên chuyện đã đồng ý với người ta. Ngươi giành đỉnh là vị Đại Dung Thụ Vương sao? Lý Thanh Sơn hỏi. Ta... đương nhiên là không. Đằng phu nhân đổi chủ đề, dứt khoát phủ nhận. Nàng tuyệt đối sẽ không thể thừa nhận mình vì cái tên lão thụ tinh kia mà không quản đường xá xa xôi để chạy đến Thanh Châu. Mà nàng cũng đã suy nghĩ chu toàn rồi. Sau khi đoạt được Thanh Châu đỉnh, hắn phải thành khẩn cầu xin thì nàng mới cho. Vậy thì tất cả những người ta cũng không thành vấn đề. Lý Thanh Sơn cười cười, nghiêm túc nói. Được rồi, sau này ta sẽ đem cửu đỉnh cho Đại Dung Thụ Vương. Nhưng bây giờ thời cơ vẫn chưa tới, ngươi nên ngoan ngoãn đặt nó xuống đi. Nếu không thì... Yêu khí từ phía sau dâng trào, một tên ma vương nhảy ra khỏi động yêu, hình dáng yêu hóa giống như nòng nọc, nhưng so với nòng nọc bình thường thì lớn hơn hàng vạn lần, còn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Một cái đuôi nhỏ chìa chìa những gai nhọn nhanh chóng vung lên, tạo thành từng đợt gợn sóng trong không khí, tốc độ nhanh đến kinh người. Đột nhiên, một vết nứt màu đỏ tươi
giống như cái miệng mở ra trên đầu to lớn nhắn nhủi, nuốt Lý Thanh Sơn vào trong bụng, sau đó vết nứt lập tức khép miệng lại. Nếu không thì sao? Đằng phu nhân cười cười, ôm chặt Thanh Châu Đỉnh, dùng hết sức kéo nó ra. Sở Liệt Vương cũng không phải là kẻ yếu, hắn thân là chủ của Thanh Châu, đương nhiên là người sở hữu vương vị của Thanh Châu. Mối quan hệ này không phải là điều đơn giản có thể cắt đứt được. Hắn vẫn dùng toàn lực để giữ chặt Thanh Châu Đỉnh. Sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của Lý Thanh Sơn và đảng phu nhân thì càng không dám buông lỏng. Hắn chất vấn: "Ngươi là do Đại Dung Thụ Vương phái tới?" Bất luận là Đại Dung Thụ Vương có hòa nhã và trung lập như thế nào, dù sao hắn cũng đại diện cho Vũ Châu, hơn nữa lại còn giao du với Nam Việt Vương, thậm chí còn rất thân thiết, dường như có khuynh hướng liên kết với nhau. Hiện tại thực lực của Thanh Châu và Vũ Châu đã hoàn toàn mất cân bằng. Một khi Thanh Châu Đỉnh bị mất, để Đại Dung Thụ Vương hóa thân thành thần của Thanh Châu, thì sự tồn vong của nước Sở đều nằm trong tay hắn. Lúc này đằng phu nhân nói: "Ta không phải do người nào phái đến cả. Sở Liệt Vương, ta khuyên ngươi nên buông tay đi. Dù sao thì ngươi cũng không chấn áp nổi cái động ma này, nói không chừng sẽ có người bằng lòng giúp ngươi chuyện này." "Đây là việc của Thanh Châu, ta không cần bất cứ ai giúp đỡ." Dù Sở Liệt Vương nói như vậy, nhưng cũng không khỏi có chút tiếc nuối cho thế sự không thể cứu vãn này. Đúng lúc này, phía dưới động vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Khoa Đầu Ma Vương đang vặn vẹo cơ thể một cách mãnh liệt, xông ra đấu đá giữa không trung, cơ thể căng phồng như một quả cầu, vô số vết nứt hiện ra, một vết nứt đều vang lên. Mỗi một vết nứt đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng nổ ầm ầm phát ra, chất nhầy của thịt băm bay khắp nơi. Một đám ma vương đánh nhau ở trong động, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì đều rối rít ẩn nấp. Có con né không kịp liền bị chất nhảy bao phủ toàn thân. Sau tiếng cười nhạo của những con còn lại thì chỉ thấy màn khói trắng bốc lên, một mảng da lớn và máu thịt bị ăn mòn, ngay cả khi có ma khí bảo vệ cũng vô dụng. Nuốt chửng là năng lực đáng sợ nhất của Khoa Đầu Ma Vương này. Cơ thể của nó gần như hoàn toàn được cấu tạo từ loại chất nhảy ăn mòn này. Không những có thể ăn mòn đồ vật mà đến các loại năng lượng cũng bị ăn mòn. Một khi rơi vào trong bụng còn nó thì giống như bước chân vào quỷ môn quan, dù là ma vương thì cũng sẽ biến thành mù. Nhưng Lý Thanh Sơn lại không phải là một ma vương bình thường, người muốn nuốt thì cứ cho người nuốt. Ngay khi vào bụng của ma vương nồng nọc, hắn lập tức lấy bản thân làm trung tâm, thi triển đại địa lực trường để tống chất nhảy ra ngoài. Lực trường khác với những phép thần thông thông thường, nó hoàn toàn không bị ăn mòn. Ma vương nồng nọc liền bị luồn sức mạnh vô hình này làm cho nổ tung và chết ngay tại chỗ. Sở Liệt Vương và những người khác cũng không có gì ngạc nhiên với kết quả này. Nếu Lý Thanh Sơn chết ở trong đó thì mới là điều khó tin. Lý Thanh Sơn cầm trái tim của ma vương trong tay rồi nói với đằng phu nhân: "Nếu không cái này sẽ là của người. Bỏ đi, cho ta một chút." Hắn liền nghĩ đến mối quan hệ của mình với Đại Dung Thụ Vương. Nếu như giết vợ của người ta thì cũng không hợp lý cho lắm, nên hắn liền dẹp bỏ câu nói như giang hồ đầu đường xó chợ thường dùng. Sau đó hắn ném trái tim yêu ma vào miệng, dùng sức nhai thật mạnh. Hắn tức giận mở miệng, một luồng ánh sáng ma quỷ phun ra, đồng thời tùy tiện lắc đầu. Ánh sáng lượn lở xung quanh đẩy lùi một đám ma vương. Cuối cùng hắn lau đi vết cháy khét trên miệng rồi quay qua nói với Sở Liệt Vương: "Sở đạo hữu, ngươi hãy cố gắng chống cự, con gái ngươi sẽ đến ngày." Huyền Nguyệt. Sở Liệt Vương nâng cao tinh thần, nếu như có cơ Huyền Nguyệt ở đây thì mấy dây leo yêu quái này đều không đáng sợ, hơn nữa còn tăng khả năng chấn áp động ma lên mấy phần. Hắn lạnh lùng nói: "Ta không phải họ Sở." Đằng phu nhân nghe tin Tiểu An sắp đến thì vội vàng giằng co với Sở Liệt Vương, nhưng Sở Liệt Vương lại dứt khoát từ bỏ việc chấn áp ma động và muốn giao chiến với nàng, đồng thời khởi động Xích Long Vương dùng toàn lực đánh về phía ma động. Tất cả những con khôi lỗi vương đều bay ra khỏi chiến hạm, gia nhập vào chiến trận. Hắn dùng tất cả những gì mình có được để đánh cược. Lý Thanh Sơn cười ha ha, vung thanh mặt lộ quảng hoa đao về phía đám ma dần. Quảng đao nhảy múa tứ tung, hắn hóa thành đấu ma, tung hoành ngang dọc trong ma khí, không hề chịu chút áp chế nào. Ngược lại còn nuôi dưỡng tinh thần, đưa đấu ma phụ thể phát huy đến một cảnh giới cao hơn. Với một cú đấm đã khiến cho quỷ vương bay trở lại, mỗi một lần xoay lưỡi kiếm, nhóm ma dần dễ dàng bị đánh lùi. Trên núi Đại Phật, ma khí trùng trùng điệp điệp, phóng thẳng lên trời như dòng bay. Lý Thanh Sơn và Mạc Hải Long Vương liên thủ với nhau để chống lại đám yêu ma. Cơ thể Mạc Hải Long Vương lúc to lúc nhỏ, lúc thực lúc ảo, lúc bị chặt thành từng mảnh cũng chẳng thể bị ảnh hưởng gì nhiều, gần như là một cơ thể bất tử.
mà cơ thể của Lý Thanh Sơn lại mạnh mẽ và ngang tàn, vừa có thể tấn công vừa có thể kháng cự, hơn nữa còn có thể niết bàn trọng sinh, nên không có chút kiêng nể gì, dù bị đánh trúng mấy phát cũng không vấn đề, ngược lại còn càng đánh càng hăng, lấy tổn hại đổi lấy tổn hại, lấy mạng đổi mạng. Một ma vương giống như yêu thú ma vương dùng móng vuốt đâm vào ngực hắn. Hắn không ngăn cản mà đưa tay vung đầu tên ma vương đó. Nhưng khi quay đầu lại, hắn nhận ra một ánh sáng ma quỷ chiếu thẳng vào mặt, đồng thời đầu bị hất ra sau. Thanh cuồng đao bay ra khỏi tay hắn, chặt đôi con mắt ma vương, sau đó lại chuyển hướng và quay trở lại trong tay hắn. Cuộc tấn công khốc liệt và hung bạo như vậy đã khiến cho các ma vương cảm thấy khiếp sợ. Dù chúng bị ép buộc đến tấn công Cửu Châu và có thể thu được lợi ích từ việc đó, nhưng một khi đại công cáo thành, họ sẽ nhận được sự coi trọng của ma vực và được ông trời giúp đỡ. Tuy nhiên, những điều đó cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Nếu phải tự tận ở đây thì những lợi ích đó cũng chẳng để làm gì. Ngay cả khi thuộc về đấu ma thì cũng như vậy. Một phần xương hổ của Lý Thanh Sơn lộ ra, cờ chiến sau lưng đã bị xé nát từ lâu. Trên mặt hắn đã bị một tia sáng đánh trúng còn đáng sợ hơn, nhưng trong hốc mắt lại có một ngọn lửa đang cuồn cuộn thiêu đốt, tinh thần chiến đấu hừng hực. Với cơ thể tàn tạ của mình, hắn bất ngờ chiếm thấy thượng phong, khiến mọi người một lần nữa kinh ngạc. Mối đe dọa lớn nhất đã biến mất, hắn quyết tâm chiến đấu đến cùng và đánh một trận thật hùng. Còn về phía Kim Thiện Linh Vương, hắn cũng đã có giải pháp. Trong chốc lát, một bóng trắng xẹt ngang bầu trời, thí Phật kiếm của Tiểu An nhẹ nhàng vung lên. Một tên ma vương lập tức đối mặt với cái chết, liền sợ hãi khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nàng nói với Lý Thanh Sơn: "Để ngươi chờ lâu rồi." "Đồ ngon thì không sợ muộn, phái tiểu cô lâu của ngươi đến phủ Thanh Hà để hỗ trợ, Kim Thiền sắp không trụ nổi nữa." "Được." Tiểu An vung tay lên, chàng hạt đầu lâu bay ra, sau đó quay người hành lễ với đằng phu nhân: "Mời lui ra." "Ngươi..." Đằng phu nhân không khỏi rùng mình. Nàng từng bị Tiểu An giết, rồi lại được Tiểu An cứu. Bây giờ nàng cảm thấy có gì đó không thống nhất, tự nhiên lại muốn chịu một kiếm này, mặc dù nàng biết thí Phật kiếm đáng sợ như thế nào. "Mời lui ra." Tiểu An vẻ mặt thất thần nói với nàng. "Lui thì lui, ta cũng không muốn bị ngươi chém thêm kiếm nào nữa." Đằng phu nhân thở dài, chậm rãi buông thanh châu đỉnh với vẻ mặt không cam lòng. Lý Thanh Sơn vì mối thâm tình với Đại Dung Thụ Vương nên sẽ không giết nàng, nhưng nếu Tiểu An kiên quyết muốn ra tay thì hắn cũng không ngăn cản, vì nàng không phải chỉ đấu tranh cho bản thân mình. "Cảm ơn," Tiểu An nói. Sở Liệt Vương cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và giành lại được Thanh Châu Đỉnh. Hắn không ngờ con gái mình lại lợi hại như vậy, chỉ mới nói vài câu đã khiến cho đằng phu nhân phải rút lui. Trong lòng không chỉ có cảm khái mà có những suy nghĩ mờ ám. "Huyền Nguyệt, giúp ta trấn áp động mà." "Vâng, phụ vương." Lúc này tiếng phượng hoàng kêu lên. Lý Thanh Sơn chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, liều mạng với đám ma vương, chỉ trong nháy mắt đã biến thành phượng hoàng, niết bàn trọng sinh. Hắn nói với những tên ma vương đang vô cùng kinh ngạc: "Người của chúng ta đều đông đủ ở đây, có thể chính thức khai chiến rồi. Các người đã sẵn sàng nhận cái chết chưa?" Tinh thần chiến đấu hừng hực, đám yêu ma bị đánh lui và tập trung ở phía trên động ma. Thực ra từ khi khai chiến đến nay, không có mấy ma vương phải ngã xuống, mà tổn thất lớn nhất là ngay vừa mới lúc bắt đầu trận chiến, khi bị Lý Thanh Sơn mượn lợi thế về địa lý làm nổ động ma, và Mặc Hải Long Vương giết liên tiếp 7 tên ma vương. Cho đến bây giờ, vẫn còn có gần 30 tên ma vương đang ở trong trận chiến. Nếu như Lý Thanh Sơn và Mặc Hải Long Vương đều dùng toàn lực chống cự, một người có thân thể bất tử, một người thì bị giết lại có thể trùng sinh, vậy thì những tên ma vương tư lợi cá nhân chắc chắn sẽ không bằng lòng mạo hiểm, và trận chiến này sớm đã thất bại và không thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng cho đến bây giờ, trận chiến vẫn chiếm ưu thế về địa lý. Có được sự phòng ngự chắc chắn như thế là do những tên ma vương đã tạo thành đội quân ma vực. Khi thấy đàn áp, họ không dám có nửa phần khinh thường. Một lần nữa phải tập hợp lại đội hình, hiếm khi mới cảm nhận được tầm quan trọng của sự đoàn kết, dường như chúng đang đợi điều gì đó. "Nghịch đổ, làm tốt lắm." Bất Nộ Tăng sau khi vượt qua hàng trăm dặm đã đến bên cạnh Lý Thanh Sơn. "Sao ngươi lại quay lại rồi?" Lý Thanh Sơn nhìn xung quanh, không chỉ có Bất Nộ Tăng trở lại mà còn có cả 3 vị tăng vương khác. Họ đã đưa tất cả chúng tăng rời khỏi chiến trường và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nhân cơ hội đó đã điều hòa lại khí tức, bây giờ trở lại để hỗ trợ trận chiến. "Đây là Thiên Long Thiền,
Trông coi chấn ma điện là nhiệm vụ của ta. Mục đích của việc tu luyện chấn ma đổ lục là để đối phó với những tình huống như thế này. Cơ thể của Bất Nộ Tăng tràn ngập khí tức, nhưng không hề có chứa một tia ý niệm bẩn thỉu nào, mà ngược lại còn thể hiện ra vẻ quang minh chính đại, oai phong không ai xâm phạm tới được. Hắn biến ra một cái xiềng xích chấn ma, cầu long bao phủ toàn bộ cơ thể, tay trái cầm ấn, tay phải cầm chấn ma tháp. Ma khí trong động ma cuồn cuộn dâng trào, nhưng khi đến gần cơ thể của hắn thì liền chạy tán loạn. Nhìn có vẻ rất muốn đánh nhau, Lý Thanh Sơn cười nói. Nói nhảm, lúc ta biết chém giết thì ngươi còn chưa có mặt trên đời, Bất Nộ Tăng nói. Phương trưởng, Tiểu An chắp tay hành lễ với Bất Nộ Tăng, phong thái rất trang nghiêm và ôn hòa, không ai nghĩ nàng liên quan đến mấy chữ kẻ địch của Phật môn. Nhất ý, Bất Nộ Tăng lộ ra vẻ mặt phức tạp, hắn muốn giả vờ như không nhìn thấy Tiểu An, nhưng giữa kẻ địch của Phật môn và ma dân thì kẻ địch của Phật môn phải bị giết đầu tiên. Tiểu An không nhiều lời mà quay qua nói với Lý Thanh Sơn. Đội quân ma vực đến rồi. Nàng cảm nhận được hơi thở của vô số sinh mệnh trong động ma, cuồn cuộn như thượng nguồn sông Trường Giang, không biết trong đó có bao nhiêu ma dân đang đổ về đây. Tới thật đúng lúc, đáng tiếc là tiểu cô lâu của ngươi lại không ở đây, nhưng có tam muội Bạch Cốt Hòa cũng đổ rồi, Lý Thanh Sơn nói. Nhưng ma khí quá mạnh, tam muội Bạch Cốt Hòa sẽ bị áp chế. Hơn nữa những yêu dân này không phải là xác chết, nếu không thì quả thực sẽ có một trận đại hỏa. Vậy thì gặp rắc rối rồi, Lý Thanh Sơn nói. Sự thay đổi về lượng đủ lớn để gây ra sự thay đổi về chất, Phi Thiên Hoàng Vương đã chứng minh được điều này. Nếu chỉ đối phó với mấy chục tên ma vương thì có thể, nhưng đối mặt với hàng trăm vạn đại quân ma dân thì cho dù có bao nhiêu yêu khí cũng không đủ để làm tiêu hao lực lượng này. Lúc này trên bầu trời, Sở Liệt Vương lại một lần nữa mở ra thanh châu ảo cảnh để ngăn chặn yêu khí ngất trời, nhưng đã qua một lúc mà vẫn không chấn áp được động ma. Huyết hải phiên vẫn còn hữu dụng, hơn nữa ta đã luyện chế thêm một cái mới. Tiểu An chớp chớp mắt, giơ cánh tay trái lên, còn cánh tay phải thì cầm một chiếc chuông to bằng lòng bàn tay và có màu xanh đậm hơi trong suốt, bên trong là hoa sen trắng, trông có vẻ cực kỳ tinh xảo, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy có vô số khuôn mặt méo mó xếp chồng lên nhau. Vậy thì phải dựa vào ngươi rồi, Lý Thanh Sơn cười nói, sau đó ôm lấy vai nàng rồi hôn một cái lên trán. Tiểu An sờ sờ lên trán rồi với một nụ cười tỏa nắng. Được. Đại quân ma dân càng ngày càng đến gần, khí tức tập hợp lại rồi dung hòa với ma khí cao ngất trời, suýt chút nữa đã hất Thanh Châu đỉnh ra xa. Sở Liệt Vương phải cố gắng hết sức mới có thể chống cự được, chứ nói gì đến việc chấn áp động ma. So khí tức của mấy chục tên ma vương vừa rồi so với luồng khí tức này thì cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, dù thuần khiết đến đâu thì cũng không thể sánh bằng được. Lý Thanh Sơn không khỏi thở dài, chẳng trách những tên dị nhân có thiên bẩm kia lại vứt bỏ thần quốc. Trước một đại quân như vậy, ai mà không cảm thấy bản thân tầm thường và nhỏ bé chứ. Nhưng hắn cũng không hề lo lắng, không những hắn tin tưởng vào bản thân mình mà còn tin tưởng vào năng lực của nàng. Tiểu An như cảm nhận thấy điều gì đó, liền quay lại và nhìn hắn mỉm cười. Vào thời điểm này, cho dù không có Sở Liệt Vương và Mặc Hải Long Vương thì cũng không thành vấn đề. Chỉ cần họ liên thủ thì có thể đối phó với tất cả thảm họa và kẻ thù mạnh. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đột nhiên từ trong động ma vang lên, lấn át tiếng gầm rú la hét đinh tai nhức óc mà truyền đến tai mọi người. Từng âm thanh giống như đang gõ vào tâm can của người khác, khiến lòng người trở nên trầm mặc. Lý Thanh Sơn cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ, bất kể là về số lượng hay là chất lượng đều vượt qua tất cả các ma vương có mặt ở đây. Hắn thầm nghĩ, đây có lẽ là Sở Liệt Vương và Mặc Hải Long Vương trong ma vực. Ma vực rộng lớn như vậy, chắc chắn không chỉ có những tên tầm thường như thế này được, nhưng hơi thở này lại có gì đó rất quen thuộc. Hy Luật Luật. Cùng với tiếng hã mình, có một kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen từ trong động ma lao tới. Một người một ngựa, nổi bật trong hàng vạn quân lính mà bước đến thế giới này. Sau lưng là đại quân yêu tộc ẩm ẩm như núi sông, bên cạnh không có một bóng người. Hóa ra là như vậy. Lý Thanh Sơn lập tức hiểu rõ được cảm giác quen thuộc đó là từ đâu tới. Trên chiếc cờ chiến sau lưng tên kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen viết hai chữ đồng ma. Đúng là một đám phế vật. Tên kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen hét vào đám ma vương. Con ngựa chiến hắn đang cưỡi cũng lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Ngươi có thể làm tốt được thế nào? Một câu phản bác được thốt ra, nhưng không phải từ miệng ma vương. Lý Thanh Sơn chắp tay đứng đó, vô cùng hứng thú nhìn tên kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen. Ngươi là người của tộc Đấu Ma. Đấu Ma Hồn, tên kỵ sĩ mặc áo giáp đen tự xưng danh tính. Ngươi là Lý Thanh Sơn. Ngươi nghe qua tên của ta, đúng là kiến thức không ít, nhưng đáng tiếc đầu óc lại không được nhanh nhạy, nếu không thì bây giờ đã bỏ chạy rồi. Lý Thanh Sơn giễu cợt chỉ vào Đấu Ma Hồn nói, tên cưỡi lửa này cứ giao cho ta. Cưỡi lửa. Trong mắt Đấu Hồn Ma lóe lên tia sáng ớn lạnh, hắn rút ra một thanh kiếm từ bên yên ngựa. Thanh đại kiếm vung về phía Lý Thanh Sơn. Ngươi không được chạy. Yên tâm, ta không cưỡi lửa như ngươi, nên muốn chạy cũng không chạy nhanh được. Lý Thanh Sơn cười ha hả, hai tay nắm chặt thành hai nắm đấm, hai cánh tay cài vào nhau, cả người run lên, bỗng chốc hóa thành bộ dạng của một đấu ma. Hắn nắm cây trường đao trong tay, vẫy cánh tung bay, biến thành một đường màu đỏ thấm, một mình xông vào trong Đấu Hồn Ma và Đại Quân Ma Dần. Tới. Đấu. Đấu Ma Hồn gầm thét lên một tiếng, người và ngựa hợp nhất, một chuỗi tàn ảnh xuất hiện xông tới Lý Thanh Sơn. Giết. Đại Quân Ma Dần đồng thanh kêu lên, giống như âm thanh của sóng thần, ma khí cuồn cuộn lên tận ngút trời. Dầm. Một luồng khí kinh hình tròn gào thét rồi quét tất cả. Kiếm và kiếm va chạm nhau, hai lực lượng mạnh mẽ va chạm kịch liệt. Bốn mắt chạm nhau, chỉ trong gang tấc, một đôi thịt đỏ thấm, một đôi thịt đỏ tươi, những tia lửa bay tung tóe, tất cả đều vì cảm thấy kinh ngạc trước thực lực của đối phương, sau đó lại hừng hừng sát khí. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên cảm thấy ở bả vai hơi đau, do bị ngựa chiến cắn một cái. Ngay lúc đó, nó còn không giống một con ngựa bình thường, mà giống như một con rắn độc. Nó hung hăng lao đến cắn người, trong miệng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Sau khi Lý Thanh Sơn đã nắm vững được biến hóa của Nghiêu Ma, liền có thể phát huy và vận hành được các loại thần thông của Nghiêu Ma một cách thành thạo. Làn da trên bả vai lập tức biến thành da trâu màu xanh nhạt để chống lại sự cắn xé của răng nhọn. Hắn nhe răng cười. Con lừa của ngươi khá đấy, nhưng đại đao của ta lợi hại hơn nhiều. Lưỡi đao từ từ cắt vào lưỡi kiếm. Trong cuồng hoa đau hồn có một bóng người lờ mờ hiện ra. Đó là bóng hình Lý Thanh Sơn và Lý Thanh Sơn chồng lên nhau, đang nắm thật chặt cán đao. Cuộc đối đầu khốc liệt như thế là thời khắc mà hai loại vũ khí có thể bộc ra uy lực mạnh mẽ nhất. Và đương nhiên, cuồng hoa đau hồn vượt trội hơn một bậc. Đấu ma hồn gầm lên dữ dội và xoay chuyển thanh kiếm lớn, lấy việc phá núi không ngừng làm sức mạnh, ra sức chém về phía đỉnh đầu Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không dám đối phó với hắn như cách đối phó với những ma vương thông thường. Hắn lập tức xoay chuyển lưỡi đao, vạch ra một đường cong ảo diệu để chặn hướng chém của thanh kiếm. Chém làm sao được? Đấu. Rầm 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 rầm. Âm thanh giống như một tiếng sét. Chỉ trong nháy mắt mà hai vũ khí đao và kiếm đã va chạm tới nhau hàng trăm lần. Trời đất cũng bị rung chuyển theo, những đợt khí biến thành bão tố. Ở trung tâm của trận bão tố, mái tóc đỏ của Lý Thanh Sơn tung bay. Đồng thời hắn đã khơi dậy hai trạng thái, đó là cuồng đồ mạt lộ và đấu ma phụ thể, từ đó đạt được sự cân bằng tinh xảo giữa sức mạnh và kỹ năng. Lúc này hắn tuy điên cuồng nhưng vẫn bình tĩnh đáp trả những đòn tấn công của đấu ma hồn và thảo thích tận hưởng niềm vui chiến đấu. Nếu ai đó chiếm được ưu thế trong trận chiến động ma này thì người đó nhất định là hắn. Thanh Châu đỉnh như núi non hùng vĩ treo ở trên trời, mở ra Thanh Châu ảo cảnh. Động ma giống như một cái miệng màu đen khổng lồ, nó không ngừng phun ra ma khí, đồng thời sử dụng quy luật của ma vực để truyền vào thế giới này. Đây là nơi hai thế giới giao nhau. Hắn và là người con của Cửu Châu, vừa là vương trong ma vực, chẳng những không phải chống lại bất cứ sự ràng buộc của quy luật nào, mà còn có thể dễ dàng đạt được những tinh hoa của hai thế giới, từ đó ung dung chiếm thế thượng phong. Tên hành giả như ngươi rất nhanh sẽ bị ta bóp chết thôi. Bây giờ dù ngươi muốn bỏ chạy thì cũng đã muộn rồi. Đấu ma hồn trầm giọng lạnh lùng nói. Hắn không gấp gáp mà bình tĩnh nói trận chiến kịch liệt như vậy, rõ ràng có thể thấy hắn hoàn toàn chưa dùng toàn bộ sức lực. Đội quân phía sau lưng nhanh chóng áp sát và đội hình quân sự được hình thành bởi hàng triệu con ma dân nhanh chóng tiến thẳng lên bầu trời. Mục tiêu cuối cùng của chúng là Thanh Châu đỉnh. Mà Lý Thanh Sơn cũng chỉ là một hòn đá cản đường tương đối lớn mà thôi. Cùng với việc đại quân tiến về phía trước, yêu khí trên người đấu ma hồn cũng càng ngày càng hừng hực, sức mạnh đấu lưỡi kiếm cũng càng ngày càng mạnh.
chỉ dựa vào sức mạnh của một con nghiêu ma thì hắn cảm thấy dường như bản thân không thể chống cự lại được. Cùng lúc đó, dựa vào sự khắc chế của chấn ma đổ lục đối với ma dân, Bất Nộ Tăng đã trở thành người có sức mạnh lớn nhất trong bốn vị tăng vương, kết thành kim cương phục ma trận, đem tất cả sức mạnh chuyển vào trong cơ thể của hắn, hóa thành nộ mục kim cương, một tay hơ hơ sợi xích màu đen, một tay cầm chấn ma tháp. Dù vậy, dưới sự bao vây của gần 30 tên ma vương, hắn liên tục bị trúng đòn, đành phải dựa vào sức mạnh của chấn ma để trung hòa thế trận. Điều này là do thời khắc bọn ma vương đề phòng sự đánh úp của Mạc Hải Long Vương nên không thể dùng toàn lực để tấn công, giống như một con trâu rừng bị bao vây bởi những con sói, việc chúng bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Mà khi đại ma quân kéo đến thì cũng chỉ có thể từng bước rút lui, một khi đã rơi vào trong đó thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn. Xích Long Vương mở hết hỏa lực, phun ra hàng ngàn tia sáng màu đỏ, bắn thẳng vào đại quân ma dần. Là một vũ khí chiến đấu, nó thực sự rất phù hợp với tình hình bây giờ. Nhưng đây không phải là cuộc nội chiến của Cửu Châu. Mỗi tia sáng màu đỏ thấm bắn ra đều bị sự ảm đạm của ma khí bao phủ, từ đó bị làm loãng và yếu đi rất nhiều. Độ sát thương và nó tạo ra không hết sức có hạn. Số lượng ma dân bị nó tiêu diệt so với số lượng khổng lồ của đại ma dân thì chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Mà những khối lỗi vương được phóng ra đã bị ma vương phá hủy thành từng mảnh từ lâu. Không biết ma vương đã dùng cách gì mà khống chế được một trong số đó. Sở Liệt Vương cảm thấy vô cùng căng thẳng. Chưa kể bây giờ cả tinh thần và thể lực của hắn đều tiêu hao đi rất nhiều. Dù là trong trạng thái tốt nhất cũng không thể ngăn cản được một đội quân lớn như vậy. Thành Châu Đỉnh càng không cách nào chấn áp được đại ma dân này. Hắn nhìn về phía Tiểu An, đứa con gái đã mất tích từ lâu của mình. Nàng bạc một bộ quần áo người xuất ra màu xanh nhạt, từ đầu đến cuối vẫn không ra tay, chỉ cầm chiếc chuông tinh xảo trong tay, hình như đang lẩm bẩm cái gì đó trong miệng. Tứ Đại Tăng Vương vừa đánh vừa rút lui. Kẻ địch của Phật giáo đúng là không đáng tin, vậy mà lại sợ đánh nhau. Vốn dĩ chúng ta không hy vọng sẽ dựa vào tên địch này. Tập trung tinh thần, đừng nhiều lời, Bất Nộ Tăng nói. Dù thân phận kẻ địch Phật giáo của Tiểu An là không thể chối cãi, nhưng khi nghe được những lời này vẫn có chút không thoải mái. Không hiểu sao vẫn rất tin tưởng nàng sẽ là một lực lượng không thể thiếu trong trận chiến, thậm chí có thể quyết định thắng bại. Hơn nữa, nếu nàng thực sự biết sợ hãi điều gì đó, vậy thì quá tốt rồi. Yêu dân dù điên cuồng vặn vẹo, nhưng đại đa số đều không đủ tư cách gọi là kẻ địch Phật giáo. Nhưng bất luận là kẻ nào có chút đầu óc thì đều biết Phật là vô địch. Lúc này hắn mới cảm nhận có chút thương xót. Nhất ý à, nhất ý, rõ ràng tu vi trong Phật môn của ngươi là vô hạn, tại sao lại muốn làm kẻ địch của Phật môn cơ chứ? Đúng lúc này, một cái bóng đen khổng lồ bay lên, bao phủ nộ mộc kim cương do bốn vị tăng vương liên thủ điều khiển. Sau khi ma khí trên người đấu ma hồn đã tăng đến cực điểm, sau lưng hắn biến thành một tên đấu ma hung dữ cao hơn ngàn trượng. Phương pháp tập hợp sức mạnh của đám đông này không có gì đáng ngạc nhiên. Lý Thanh Sơn đã từng nhìn thấy đệ tử của binh gia sử dụng, thi quỷ của ngạ quỷ đạo cũng đã từng sử dụng. Nhưng trong thời khắc này, sức mạnh do đống ma hồn thi triển lại cực kỳ khủng khiếp, áp đảo tất cả mọi thứ. Thế giới này sẽ biến thành một bộ phận của ma vực. Tình thế này không thể xoay chuyển được nữa, chỉ có các người lấy trứng chọi đá thôi. Đống ma hồn và đống ma cao ngàn trượng nói cùng lúc, giọng nói đè lên nhau, vang vọng giữa trời đất. Nói xong lời cuối cùng, hắn bất ngờ vung kiếm theo chiều ngang. Đống ma sau lưng hắn cũng vung một chuôi kiếm cao hàng ngàn trượng. Một kiếm khí hình tròn càn quét hàng trăm dặm, chặt đứt cả Xích Long Vương. Mọi người đến chứng kiến cảnh vũ khí chiến đấu mạnh nhất của Cửu Châu rơi từ trên trời xuống. Cảnh tượng như vậy khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này, tiếng chuông reo lên. Bên dưới bầu trời xanh thẳm, từng viên thiên thạch màu trắng xuyên qua biển mây, từ từ tăng tốc rồi ma sát sinh nhật với không khí, kéo ra cái đuôi màu vàng nhạt và chạm liên tiếp với biển trùng. 30 tiếng nổ vang lên liên tục, mỗi một tiếng nổ vang cũng khiến cho một mảng biển trùng lớn sụp đổ, hiển nhiên nhắm vào điểm yếu của toàn bộ sâu bệnh. Đám người Nhạc Vũ Dương còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì phân thân của Bác Nguyệt đã thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đến rồi. Phi Thiên Hoàng Vương khiếp sợ trong lòng, có linh cảm cực kỳ bất an. Đột nhiên có một cốt chảo sắc bén dữ tợn thò ra từ trong hố thiên thạch cực sâu kia. Một con khô cốt ma đứng lên, tam muội bạch cốt hỏa bừng cháy trong chiếc đầu lâu muốn vọt ra ngoài. Nó há chiếc miệng lớn và phát ra tiếng rít gào im ắng. Gợn sóng vô hình lướt qua mặt đất, chồng chất cộng hưởng với nhau. 30 chiếc khô cốt ma kết thành khô cốt ma trận,
cùng há miệng phun ra tam muội bạch cốt hỏa cuồn cuộn phấp phới băng qua biển trùng. Tam muội bạch cốt hỏa của Tiểu An là phù hợp nhất để đối phó với loại đối thủ có số lượng khổng lồ như cá thể nhỏ yếu này. Dù mỗi một con châu chấu đều có yêu khí củng cố, cũng không thể nào chống cự sự cháy lan của tam muội bạch cốt hỏa. Nơi này càng không có ma khí quấy nhiễu. Chỉ trong chớp mắt, khắp nơi trong biển trùng đều có ánh lửa bổng lên. Hình ảnh phản chiếu lại trong mắt kép của Phi Thiên Hoàng Vương khiến hắn không khỏi vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Chỉ thấy hắn phi thân bổ nhào xuống, muốn chụp lên đỉnh đầu của một con khô cốt ma. Nửa thân thể khô cốt ma lún xuống đất, trên thân được mạ một tầng Phật quang màu vàng nhạt để chống lại ma khí của Phi Thiên Hoàng Vương. Phi Thiên Hoàng Vương lại ra một đòn, chỉ thấy xương sọ của khô cốt ma rạn nứt, lộ ra những ánh lửa. Đến đòn thứ ba thì xương sọ của khô cốt ma ầm ầm nổ tung, tam muội bạch cốt hỏa cũng nổ ầm ầm, cuộn bay tung tóe, đốt cháy màng biển trùng lớn. Tốc độ của Phi Thiên Hoàng Vương vô cùng nhanh, hủy diệt một con khô cốt ma cường hãn cũng chỉ mất thời gian một hơi thở mà thôi. Nhưng nơi này có tròn 30 con khô cốt ma, đám người cố nhận ảnh lại càng không ngồi yên để hắn muốn làm gì thì làm, mà đều dồn dập ra tay vây công. Phi Thiên Hoàng Vương cũng không sợ bị vây công, nhưng tốc độ lan tràn của ngọn lửa thực sự nhanh kinh người, quả thực giống như 30 viên hỏa tinh rơi vào chảo dầu. Không chờ hắn phản ứng lại thì biển trùng đã bị đốt thành biển lửa. Tuy tam muội bạch cốt hỏa không có sức mạnh đánh đến được bản thể như thí Phật kiếm, nhưng nhiều phân thân bị hủy trong chớp mắt như thế cũng khiến cho khí huyết Phi Thiên Hoàng Vương sôi trào, tâm thần sao động. Hắn liều lĩnh phá tan lớp lớp vòng vây, liên tục nổ nát 3 con khô cốt ma, nhưng vẫn không thể ngăn cản thế lửa lan tràn. Bởi chồng tích lũy nhiều năm bị đốt hầu như không còn gì, oán hận ngàn năm cũng chẳng còn gì. Không! Hắn phát ra tiếng hét cuồng loạn. Không có bầy chồng làm loạn, thiên kiếp phi thăng lập tức ổn định lại. Thân hình linh vương kim thiền thoát ra khỏi xác ve nhờ vào kiếp nạn thiên đệ này. Thân hình cũng phát triển theo, từ trẻ sơ sinh biến thành con nít, lại biến thành thiếu niên phong trần tuấn tú, thông minh trong vắt. Đôi mắt đen thui trong suốt, nếu không có đôi cánh ve hơi nhãn ở sau lưng thì trông không khác gì cao tăng đắc đạo, thậm chí còn hơn thế. Tựa như trứng trùng chờ đợi nhiều năm trong lòng đất chỉ vì một đêm kia, phá tan tầng đất, thoát khỏi trói buộc, thoải mái dương cánh bay cao. Mọi người đều cảm nhận được rằng khí tức của hắn đang nảy sinh biến hóa về chất, hiển nhiên đã đạt đến bước ngoặt cuối cùng của độ kiếp. Ngươi đừng hỏng! Phi Thiên Hoàng Vương thúc giục yêu xoáy châu chấu còn sót lại, liều lĩnh nhắm về phía lôi kiếp. Vèo 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 vèo, khô cốt ma lại hóa thành khô cốt niệm châu trắng nón, lao vút quan lại như con thoi, giết chết toàn bộ yêu xoáy châu chấu còn sót lại. Sau đó lại hóa thành những chiếc đầu lâu, tiến thêm một bước thu nhỏ trận hình, vừa phát ra tiếng cười cạc cạc đầy quái dị, vừa bao vây Phi Thiên Hoàng Vương ở bên trong. Tiểu An để một chuỗi khô cốt niệm châu ở đây không chỉ vì giúp đỡ linh thiển kim vương phi thăng, mà còn để giải quyết triệt hỏa mối họa lớn Phi Thiên Hoàng Vương này. Phen biến hóa nhanh chóng này tựa như phi lưu trực hạ, linh động mau lẹ, trôi nổi như thường, chớp mắt một cái đã nghịch chuyển toàn bộ tình thế. Nhà Vũ Dương và Kim Phú Quý nhìn nhau, gần như vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, nhưng tự nhiên cũng nhận ra đây là thủ đoạn của vị Huyền Nguyệt công chúa kia. Trận chiến trên Đại Phật Sơn đã làm cho họ vô cùng khiếp sợ, không ngờ khi đó nàng vẫn chưa phát huy toàn bộ thực lực. Huyền Âm Tông bị diệt trong tay một mình nàng quả không phải nói ngoài. Nghĩ lại cũng đúng, từ cổ chí kim có kẻ nào xứng với hai chữ Phật địch mà không phải cao thủ tuyệt thế đâu. Mấy người bị Phi Thiên Hoàng Vương lấy nhiều bắt nạt ít, lúc này nhân cơ hội mà vây quanh, muốn bắp chết cội nguồn kéo dài nạn châu chấu Thanh Châu này, báo thù cho hàng tỷ chúng sinh. Mỗi khi đầu lâu xoay được một vòng tròn thì khô cốt ma trận cũng thu nhỏ hơn một vòng. Mọi người cũng không nóng lòng ra tay, mà chia ra phòng thủ các hướng, ngăn chặn sơ hở có thể tồn tại. Sau đó mới chậm rãi áp sát về phía Phi Thiên Hoàng Vương, phòng ngừa hắn lại liều mạng lần nữa. Phi Thiên Hoàng Vương rơi vào đường cùng, dường như đỏ ra rồi. Hắn không để ý tới bốn phía xung quanh mà ngước nhìn về phía chân trời, hai mắt ứa máu, khóe mắt nứt ra, để lại hai hàng huyết lệ. Sau đó hét lên một cách điên cuồng: Kim Thiền! Cuồng phong hò hét kêu gào, thổi qua mặt đất rồi thổi lên không trung, tựa như hội tụ tự oán khí. Đó là sự phẫn nộ và thù hận vĩnh viễn không thể tiêu tan. Linh Vương Kim Thiền ngoái đầu trông lại, hình như còn thở dài một hơi, nhớ lại những ngày tháng năm đó. Một con ve bị linh khí hấp dẫn không chịu bỏ ra thiền,
một con châu chấu không muốn chết đi trong gió thu giống như hàng tỷ đồng loại. Cả hai gặp gỡ trong một linh mạch, trải qua vô số xuân hạ thu đông, rồi chợt một tia linh quang lóe lên trong mênh mang mơ hồ. Họ thuộc loại côn, là những con côn trùng ngu muội vô tri, yếu ớt đoản mệnh. Tỷ lệ trổ hết tài năng hóa thành yêu quái trong tộc lại nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới. Nhưng họ vẫn lựa chọn trở thành bằng hữu trong hàng tỷ ý trời sâu xa thăm thẳm, chứng kiến cuộc đời của nhau. Con dê nhũ nhà người sẽ biết niềm vui khi bay lên trời. Chờ ta trở thành yêu vương thì phải gọi là phi thiên hoàng vương. Sớm muộn cũng có một ngày ta biết bay, chẳng qua trước đó còn phải nhẫn nại. Nhẫn nại cái gì mà nhẫn nại, ta sẽ đưa ngươi bay ngay bây giờ. Đừng, dừng tay, cao quá. Tên chọc chết tiệt kìa, đau chết ta rồi. Đó gọi là hoàng thượng. Hoàng thượng cái gì? Về sau ta cứ thấy tên chọc là ăn, không buông tha một kẻ nào. Chớ nói lộn xộn, để ta chữa thương cho người. Hóa thành hình người thật rồi. Lúc ăn thịt người sẽ không bị phát hiện dễ dàng. Nếu người không ăn thịt người, những hòa thượng kia cũng sẽ không đuổi theo người không thà. Đầu nghe hỏng rồi à? Không ăn thịt người thì ăn cái gì chứ? Chỉ uống nhựa cây thì sao có thể thành yêu sái? Lại nói, ngươi không cảm thấy vị của thịt người tốt hơn sao? Tùy ngươi, chết thì đừng trách ta. Lần này suýt nữa toàn quân bị diệt. Quả nhiên Sở Vương phủ thật khó đối phó. Cũng may là ngươi nhắc nhở ta. Thu tay lại đi, còn tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ bị giết. Chỉ dựa vào họ lại giết được phi thiên hoàng vương ta. Lại nói, chẳng phải vẫn có ngươi giúp ta sao? Đám hòa thượng kia còn lâu mới ngờ đến thân phận của ngươi. Được rồi, đừng xị mặt răn nữa. Chờ ngươi đạt được thiên long thiện sướng, còn ta báo được thù này thì cùng nhau phi thăng. Lật đổ chấn ma điện, đúng là ý kiến hay. Để chúng ta đại náo một hồi đi. Kim Thiền, tại sao? Tại sao? Linh Vương Kim Thiền bỗng bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Đại Phật Sơn. Dù không nhìn thấy ma khí ngút trời, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hư không đang sụp đổ, ma quật phun trào, hơn nữa càng ngày càng rõ rệt. Lúc này Lý Thanh Sơn nói, ta và Tiểu An sẽ xử lý việc ma quật, ngươi cứ yên tâm đi. Linh Vương Kim Thiền khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cởi thiền y ra. Đây là lễ vật của ta. Vân kiếp ngập trời dần dần thu lại, tia sáng từ lôi kiếp gào thét cũng chậm rãi khép lại, cánh ve hơi nhăn nheo của hắn cũng giãn ra, lại ngước lên nhìn mây xanh lần nữa. Hắn đã chờ giây phút này vạn năm rồi. Nhưng vào bước ngoặt cuối cùng này, nơi nào đó trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy đau đớn mãnh liệt, tựa như một cái gai nhọn chôn sâu. Vốn tưởng rằng nó sẽ dần dần tan ra theo thời gian, nhưng thực chất chỉ là quen với đau đớn, chứ nó chưa bao giờ biến mất. Sau đó bất ngờ đâm thủng lòng mình lần nữa, máu chảy thành dòng. Vẻ mặt hắn biến ảo chập chờn, khi thì thương xót, khi thì mờ mịt. Lôi kiếp vốn không thể tạo thành bao nhiêu uy hiếp, bỗng trở nên khủng bố và thảm thiết hơn bao giờ hết. Lôi âm nổ vang vọng khắp thức hải, toàn thân đều có ảo giác vỡ vụn. Tiểu An nhìn thấy cảnh này thông qua đôi mắt khô cốt mà nhận ngộ ra điều gì, rồi nhìn về phía phi thiên hoàng vương rơi vào chỗ chết. Kim Thiền! Phi thiên hoàng vương hét lên một tiếng, rồi liều lĩnh nhắm về phía tia sáng của lôi kiếp. Mọi người đồng loạt ra tay, cương phong ác liệt, cát đen cuốn bay, trường thương như rồng, còn có phân thân của Bắc Nguyệt, tất cả tuyệt đối không cho phép hắn thoát thân. Phi thiên hoàng vương không tránh không né, kiên định chịu đựng toàn bộ công kích, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Khô cốt ma trận lượn một vòng rồi sát lại, khiến cho phi thiên hoàng vương không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn dốc toàn lực đập cánh bay về phía Linh Vương Kim Thiền. Khô cốt ma chặn ở trước mặt hắn bỗng tránh sang một bên. Phi thiên hoàng vương lập tức xông ra khỏi tầng tầng bao vây, bay về phía mây xanh. Tiểu An, Lý Thanh Sơn không hiểu lắm, nhưng vẫn tin tưởng nàng làm như vậy là có lý do. Linh Vương Kim Thiền nhìn phi thiên hoàng vương lao như bay tới mà không hoảng sợ, ngược lại còn lộ ra vẻ thoải mái, sắc mặt dần dần bình tĩnh, tiếng lôi âm nổ vang bay đi xa, bị gạt bỏ ở bên ngoài lòng hắn. Đi chết đi! Phi thiên hoàng vương dốc hết toàn lực chụp một vuốt về phía lồng ngực của Linh Vương Kim Thiền, hồn nhiên không để ý rằng hắn cũng sẽ bị lôi kiếp nuốt chửng, hoặc nói đó chính là mục đích của hắn, dù có phải đồng quy vô tận thì cũng sẽ không tiếc.
Linh Vương Kim Thiền nhìn về phía hai mắt của Phi Thiên Hoàng Vương thật sâu. Trong đôi mắt kép lạnh lùng kia có sự tàn nhẫn và thù hận cuồng loạn bẩm sinh. Ngoài ra còn có sự đau khổ sâu sắc. Lại nói, quen biết đã vạn năm, hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ đau khổ đến như vậy của tên này. Dù cho rất nhiều tình huống bị đuổi giết đến gần chết, cũng hầu như chỉ cáu kỉnh chuẩn bị báo thù. Hơn nữa, bên dưới việc cáu kỉnh bên ngoài thì thực ra tên này rất thông minh, vượt xa sự thông minh của côn trùng, thậm chí còn thông minh hơn cả hắn. Xưa này, tên này chưa bao giờ để lỡ việc tu hành vì chuyện báo thù như thế, thậm chí còn chẳng thèm để trong lòng. Tên này coi bất kỳ hoàn cảnh khó khăn hay tai họa nào cũng là chuyện đương nhiên, ăn thịt người cũng là chuyện đương nhiên, bị nhân loại truy sát cũng là chuyện đương nhiên, cuối cùng cũng chỉ xem ai mạnh hơn ai. Nhưng lần báo thù này lại phải bỏ nguyên tắc, điên cuồng sinh sôi bành trướng, không phải vì tu hành mà càng không phải vì thỏa mãn sự thèm ăn, mà chỉ vì báo thù, giết chóc một cách trắng trợn, tựa như chút giận chỉ để cho hắn nhìn thấy. Ta biết rõ, từ đầu đến cuối ngươi chỉ có hận mình ta thôi. Hiển nhiên lần phản bội đó là thù sâu hận lớn mà Phi Thiên Hoàng Vương mãi mãi không quên, cũng là khúc mắc khó tiêu tan suốt mấy ngàn năm qua của hắn. Hắn không ngừng nhớ lại, rồi tự hỏi có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không, có phải đã say từ căn bản rồi không? Là phổ độ chúng sinh sao? Là lòng dạ tử bi sao? Là trừ ma vệ đạo sao? Là trừng phạt cái ác, dâng cao cái thiện sao? Hay là bắn rẻ tình hiếu nghị vì lòng riêng, dùng sự lừa dối để phá tan sự tín nhiệm, dùng ác ý chiến thắng thiện ý, chôn sâu chính mình dưới hỏa hồ dung nham cũng không chỉ vì tu hành. La Ti Chu Hậu được coi là độc ác bẩm sinh, mà hắn ẩn núp ở trong dung nham dưới lòng đất nhưng vẫn kể cho nàng hành động, tất cả chỉ vì muốn tìm kiếm một đáp án. Nhưng mà đến tận hiện tại vẫn không có đáp án, không thể nào trọn vẹn cả đôi bên, nhưng chí ít vẫn có thể gánh vác trách nhiệm. Vì vậy mà khi móng vuốt sắc bén kia kéo tới thì hắn không ra tay phản kích, cũng không bày ra tư thế phòng ngự, mà chỉ dâng hai cánh ra, nói một cách áy náy: xin lỗi, là ta sai rồi. Một giây sau, móng vuốt sắc bén xuyên qua lồng ngực hắn, máu vàng bắn tung tóe. Phi Thiên Hoàng Vương thì cắn răng, giọng nói khàn khàn vang lên: Kim Thiền, quá trễ rồi. Lôi kiếp lại trở nên hung mãnh lần nữa, cuộn bóng dáng họ vào trong ánh chớp, trở nên mờ mịt không rõ. Ta biết, Linh Vương Kim Thiền lẩm bẩm: ngươi cứ luôn do dự, không thẳng thắn như thế. Nếu quyết định muốn phản bội thì nên trực tiếp giết chết ta, thế thì sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Phi Thiên Hoàng Vương hung tợn nói: ta không thể làm thế. Linh Vương Kim Thiền nói: nhưng ngươi đã giết ta. Phi Thiên Hoàng Vương quát lên. Dù lôi kiếp đã đi đến kết thúc, nhưng vì Phi Thiên Hoàng Vương xông lên nên uy lực lại đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Hình vẽ đấu ma ở sau lưng hắn cấp tốc nhạt đi, tiếp theo thân thể cũng bắt đầu nứt ra. Đám khô cốt ma như hổ rình mồi, dù hắn có thoát thân khỏi lôi kiếp, nhưng với thân thể bị thương nặng thì hắn cũng tuyệt đối không chạy trốn được, mà hắn cũng không định chạy trốn. Linh Vương Kim Thiền không có gì để nói, chỉ cúi đầu. Ta cũng có lỗi, rõ ràng ta biết tâm tư ngươi mềm yếu, vụng về không thể tả, dễ dàng bị người ta mê hoặc. Đáng lẽ ta không nên để ngươi tới chọc viện kia. Phi Thiên Hoàng Vương bỗng để ý tới cánh ven nửa trong suốt ở phía sau Linh Vương Kim Thiền. Vẻ điên cuồng và thù hận ở trên mặt dần nhạt đi, có vẻ hơi hối hận rồi. Chúng ta đều phải chết, vậy mà ngươi còn nói câu như thế. Linh Vương Kim Thiền thở dài, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại trở nên thoải mái hơn, dường như trở về ngày tháng rất lâu hồi trước. Gai nhọn trong lòng biến mất, là côn trùng vô tri ngu muội, yếu ớt đoản mệnh, mà có một đời như vậy thì cũng không oán gì. Chết sao? Ta vẫn chưa tha thứ cho người đâu, ta muốn người phải hối hận mãi mãi. Phi Thiên Hoàng Vương chậm rãi rút móng vuốt sắc bén ra, sau đó đánh một quyền lên mặt Linh Vương Kim Thiền. Lý Thanh Sơn nhận sắc ve màu vàng rơi xuống từ phía chân trời, rơi vào tay mà nhẹ như không, nhưng lại có một loại cảm giác cứng rắn không thể phá vỡ. Hắn lại nhìn lên không trung, cũng không ngờ kết cục lại thành như vậy, hai đại yêu vương đồng quy vô tận. Cố Nhận Ảnh nhìn lướt qua khô cốt ma, cứ như vậy không cần liều lĩnh mạo hiểm gì, cũng không có bất kỳ tổn thất gì, đã đẩy Phi Thiên Hoàng Vương vào chỗ chết. Vậy mà cũng không có một ai nói ra được rằng như vậy là sai, ngay cả bản thân Linh Vương Kim Thiền cũng chấp nhận kết quả này rồi. Tâm cơ như vậy thực sự khó dò, thậm chí khó mà nói được là từ bi hay tàn khốc.
Hả? Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi lay động, chỉ thấy bóng dáng Phi Thiên Hoàng Vương và Linh Vương Kim Thiền bỗng tách ra trong ánh chớp óng ánh. Vốn tưởng rằng Phi Thiên Hoàng Vương đã báo được thủ lớn, chuẩn bị chạy trốn, thì lại thấy hắn đã hóa thành châu chấu bay về phía chân trời ngược lại với ánh chớp. Thân thể cao lớn gần như chặn đứng ánh chớp, nhưng tốc độ thân thể vỡ nát lại càng nhanh hơn. Linh Vương Kim Thiền rơi xuống phía dưới, trợn to hai mắt nhìn, chỉ thấy Phi Thiên Hoàng Vương từ từ vỡ nát trong lôi đỉnh. Không! Hắn lập tức xẻ cánh ve phi về phía không trung. Một tiếng vang thật lớn lấn át tiếng sấm, thân thể Phi Thiên Hoàng Vương ầm ầm vỡ nát, hào quang chói mắt rọi sáng bầu trời, còn sáng chói hơn cả ánh chớp. Sóng khí tuôn ra nặng nề chém xuống Linh Vương Kim Thiền. Trời cao như chút cơn phẫn nộ cuối cùng. Cuối cùng vân kiếp cũng dần tiêu tan, từng ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa những đám mây chiếu khắp mặt đất. Đây là lần báo thù cuối cùng của hắn. Đinh! Tiếng chuông kỳ ảo vang lên, vạn vật yên lặng như tờ, tự như tất cả âm thanh đều bị tiếng chuông chiếm giữ. Đó là sự im lặng chết chóc không nói nên lời. Keng! Tiếng chuông hơi lay động, vẻ kỳ ảo bị phá vỡ trong nháy mắt, trở nên cực kỳ ồn ào hỗn loạn. Đại quân ma dân bắt đầu sao động, dường như tiếng chuông không truyền đến từ trong tai mà vang lên từ trong lòng. Không thể nào chấn áp dẹp yên, cũng không thể nào lãng quên những cảm xúc hối hận, tức giận, mất mát, cô độc, hoảng sợ. Tất cả đều bắt đầu xì xào bàn tán, càng ngày càng lớn hơn và vang theo tiếng chuông trầm bổng, rít gào không ngớt, tranh chấp không thôi. Đây là sự mê loạn và vồn vã của sự sống. Vào giây phút sinh tử sẽ sản sinh ra sự khủng bố cực độ, mê loạn cực độ, làm loạn linh hồn. Tiểu An vừa sốt ruột thôi thúc loạn hồn linh, vừa nhỏ giọng ngâm nga. Trong tiếng ngâm nga vừa có tiếng rồng ngâm như có như không, lại có pháp lệnh trang nghiêm, tất cả hợp làm một với tiếng chuông, trở nên ngày càng hỗn loạn. Vừa nãy nàng bạt vô âm tín cũng không chỉ vì điều khiển khu cốt niệm châu ứng đối chiến đấu từ xa, mà còn đang điều hòa phạt ma, thôi thúc uy lực của loạn hồn linh này đến tận cùng. Đại đa số đại quân ma vực vẫn là ma dân bình thường, nên lập tức trở nên hỗn loạn rồi bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ngay cả đám ma tướng cũng bắt đầu cảm thấy buồn bực, mất tập trung, hẳn không thể đại khai sát giới. Đám ma soái vẫn giữ vững được lý trí, nhưng cũng không thể áp chế trận tuyến. Tuy đám ma vương không bị ảnh hưởng, nhưng cũng không có quyền lực chỉ huy đại quân. Đây là đặc quyền chỉ thuộc về quân đoàn đấu ma hồn. Quân trận vừa hỗn loạn là mọi người bất chợt không còn đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh đấu ma ngàn trượng tự như thành đồng lập tức trở nên mờ nhạt. Vẻ mặt đấu ma hồn biến đổi, sát ý chợt bùng lên. Lý Thanh Sơn mừng rỡ trong lòng. Chuyện này quả thật là vũ khí có tính sát thương quy mô lớn. Quả nhiên vẫn là Tiểu An đáng tin. Thanh kiếm ngàn trượng khổng lồ chặt đứt xích long vương kia xẹt qua vòm trời, khuấy động ma khí ngập trời rồi chém về phía Tiểu An ở chân trời. Tiểu An ngoảnh mặt làm ngơ, không nhúc nhích. Nàng hết sức chuyên tâm thôi thúc loạn hồn linh, tăng y xanh nhạt tung bay theo gió. Một vòng huyết nguyệt bay về phía chân trời. Lý Thanh Sơn chém một đao chặt đứt thanh kiếm ngàn trượng khổng lồ bảo vệ ở phía trước Tiểu An. Sau đó hắn mua đao rồi chỉ về phía đấu hồn ma. Kẻ thù có nghĩa là ta. Đấu ma hồn bỗng lấy hét điên cuồng inh ỏi. Đấu ma ngàn trượng ở phía sau cũng mở hai tay ra, phát ra tiếng chiến hống khủng bố. Chốc lát sau đã lấn át tiếng chuông, ma dân dồn dập tỉnh lại khỏi cơn hỗn loạn. Lúc này tại Thanh Hà phủ, khung cảnh tàn tạ khắp nơi trên mặt đất được ánh mặt trời chiếu rọi, từ đó cũng nhuộm một tầng màu ấm. Linh Vương Kim Thiền ngây ngốc ngước nhìn vòm trời, hai cánh ve sau lưng lung linh hoa lệ trong tia sáng. Lý Thanh Sơn cũng hơi sững sờ, đây coi như là độ kiếp thất bại sao? Suy cho cùng, nếu độ kiếp thành công thì phía thế giới này không thể dung nạp, nếu không phi thăng thành công thì có nghĩa là thất bại rồi. Chỉ là tình huống như vậy thực sự quá hiếm thấy. Độ kiếp thường là vật lộn với sinh tử, thành thì lên cao một bước, mà bại thì hồn phi phách tán, hải cốt cũng không còn. Cũng chỉ có thiên kiếp bình thường thì mới có khả năng sống sót sau khi độ kiếp thất bại. Hơn nữa khả năng này vô cùng nhỏ, khi bị thương nặng thì thường cũng sẽ chấm dứt con đường tu hành. Nhưng loại thiên kiếp phi thăng này thì chưa bao giờ nghe đến. Ví dụ như độ kiếp thất bại mà vẫn còn sống, mà hiển nhiên cảnh giới của Linh Vương Kim Thiển đã tăng lên, chỉ còn thiếu chút nữa là phi thăng. Không những không bị tổn hại mà ngược lại còn có gặt hái, như này càng khó mà tin nổi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 195 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đại Thánh Truyện của tác giả Thuyết Mộng Giả.
Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.